Trời ơi, coi Khang đã đẹp trai. Khang hành quản lý của Hoa Viên. À, 15m Bình Dương xin kính chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh YouTube của 15m Bình Dương nha. Có quản lý gì đâu, nhân viên mà quản lý gì. Đẩy cái thùng nước nha cả nhà. Suối. Đây là có nước suối. Đó, như các cô chú các anh chị thấy ha, những cái thùng nước suối đang được mấy chú. Chú đem lên luôn kìa. Ở từ tại chú bỏ luôn hả? Ừ, từ đây chú bỏ lên luôn. Có lẽ là sắp tới đây là Hoa Viên sẽ đầu tư mạnh nè. Để chia sẻ cho bà con. Ha? Tương lai là tụi mình còn ở đây nha. Đúng không? Đúng rồi. Hiện tại là thấy có nhân viên, có trợ lý, có chú chủ tịch, phó chủ tịch. Ai biết chị đi qua bển thử ai biết em đâu biết đâu. Hồi nãy là cũng được một số anh là bật mí nha. Sắp tới đây là mẫu của cậu Năm là sẽ giống như Đà Lạt luôn á. Trồng hoa quá trời rồi. Ừ, hoa ở chứ ngộ cậu quá chừng luôn á chú Tẻo. Ủa chứ nãy giờ em không biết luôn hả? Trời ơi, trồng 4 cái ô hoa rồi. Bốn màu hoa rồi mới biết đó, chị gái thì đem bữa nay là chú Hành chắc là trở thành nhân viên của Hoa Viên luôn á em. Bà xã gì anh? Chú Hành chắc là trở thành nhân viên của Hoa Viên luôn. Thấy chú đang miệt mài lau chùi bên đó. Đây nè, 15m sẽ quay cho tất cả quý cô chú anh chị xem chú Hành đang miệt mài nè. Đó chú Hành đó là mắt có cái gì mà đây là có nhân chứng vật chứng, có camera ghi lại luôn. À, mặc dù là bên nhân viên là vẫn đang làm. Chú đó đích thân chú chủ tịch, phó chủ tịch ghi cái thùng nước luôn kìa. Trời ơi. Hiện tại thì 15m quay cách khoảng 70m, phóng to lên thôi. Ê, chỗ đó nếu mà sạch vậy là chưa có thể ngủ được luôn đó. Hôm hởm anh thấy mấy cái con chim nó ở á. Tới đây mà muốn ở nguyên ngày ở mộ cậu đó thì rất là đúng rồi. Ở đó mà giờ có một bàn ghế nè ha, hoặc là ghế ngồi nữa thì đó, thiệt có vời bàn ghế đá ở phía có bàn đó. Ghế đá nữa trời ơi. Nhưng như vậy thì quá là tuyệt vời rồi, mình phải đốt nhang mũi mới được. Theo anh nghĩ là có cây rậm nè. Theo anh nghĩ là bây giờ là mấy chú là đang đầu tư bài bản để cho khách đến viếng y như khu du lịch luôn á, chứ gì nữa. Như vậy thì em thấy là có nước rồi, hỗ trợ 20 cây dù nữa cả nhà ơi. Phải biết phải 20 không hay là nhiều nhiều mưu hơn nữa. Nhiều mưu hơn nữa. Đúng rồi, coi chừng là nhiều mưu hơn nữa đó. Thậm hiện tại là mắc là 20 cây hả? Giờ chị coi như em là người vô hình đi, chị đừng hỏi em. Hiện tại thì không, hiện tại là mấy anh em YouTube mà đang đầu tư là 20 cây của khán giả ha, khán giả nhờ là đầu tư là 20 cây dù rồi. Mà bên Hoa Viên là đang có là mấy chục cây nữa. Trời ơi. Ủa cái xe này là của ai? Đậu đây. À, của khán giả ha. Nếu mà sắp tới đây mà bên Hoa Viên mà hỗ trợ tối đa như vậy thì phải nói rất là tốt nha. Đó, rất là tốt luôn. 15m thấy là mọi người đến đây thì sao giống nghệ sĩ quá vậy em. Cái chị cái chú đi giờ kìa anh ơi, giờ mình đi qua bên đó được rồi đó anh. Chú đi hả? Đi. À chú đi rồi mình qua đi. Tại vì mình cũng không muốn phiền chú. Cẩn thận xe Khang. Mình cũng không muốn phiền chú. Bây giờ chú đi qua bên kia rồi, chú đi đường tắt đây nè. Bây giờ sẽ theo chân của em Khang đi qua đây xem cái công trình. Quá đẹp đấy. Trời ơi. Anh giàu nữa kìa, anh giàu với là chú Hành là bữa nay là họ làm nhân viên chính thức cho Hoa Viên luôn rồi. Chà rửa sạch sẽ. Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5 thùng nước. 5 thùng nước, rồi còn mấy cây dù. À, bên đây là có tổng cộng là 9 cây dù. Đó, 9 cây dù nhân viên. Ở 10 cây chứ, bên 5 cây nè, 10 cây nè. 10 cây dù ở đây, có bộ bàn đá nữa. Đó, hỗ trợ tối đa bà con đến viếng mộ cậu Năm luôn. À, có ly tái chế nữa nè em. Hồi nãy là anh thấy là hồi nãy là đích thân chú chủ tịch là ghi mấy cái bồn nước bỏ lên tay luôn á. Hôm bữa là ở đây là dơ ha, có cứ chim mà ỉa. Có như mấy cắt mấy chất của mấy con. Giờ hết dơ là đẹp rồi. Giờ làm quá đẹp luôn rồi.
mà nãy là phó chủ tịch Ginh nước là luôn đúng không chị? Em đúng. Đứng nhìn từ xa em thấy nè, trời ơi quá quý. Ủa, bữa nay là chú được nhận vô đây làm luôn hay sao chú? Nhận vô đây làm được gạch đỏ luôn. Trời ơi. Ủa nay chú làm bên đây luôn hả chú? Làm luôn. Ừ. Anh giàu nói kìa, trời ơi. Đến ra là còn hơn nhân viên nữa. Hỗ trợ chị nghe lắm chú bộ. Thì nói chung là đội tình nguyện làm chung với bên các chị bên Hoa Viên luôn. Đó đây là qua bên đây mát ha, mưa là không sợ bị nắng nôi được ha. Bị ướt được ha. Quá tốt, quá tốt. Nếu mà tin này thì phải nói là quá tốt. Thì giống nghỉ trưa quá ha. Dạ. Ở trong cái phòng nước mặn nhôm này mốt có thể nào chắc có nước đá nữa đó. Có nước đá luôn hả chị? Công ty nó cắp luôn mà, công ty nó cho luôn. Cắp nước đá luôn. Công ty nó bỏ tiền ra đó. Trời ơi. Công ty bỏ tiền ra quay đó rồi đưa cho đi uống nước. Trời ơi, công ty cắp nước đá miễn phí luôn. Hai bên đây rửa này. Trời ơi. Trời ơi. Quá chừng rồi. Đúng rồi, nay bên công ty hỗ trợ dùng nữa nè. Đây giống như là một cái tin mà giật găng mà Hoa Viên muốn gửi đến. Ê, biết sao không? Hẹn gì hồi sáng này á, bảo vệ là không cho mua nước đá vô đây nữa. Thì ra là đã hỗ trợ bên đây rồi. Đúng rồi. Và có hỗ trợ đá luôn cả nhà. Biết sao ngày nào chú Thành này cũng chở nước đá vô hết. Bữa nay là không cho chú chở vô luôn đúng không? Nay nó không cho chở vô, nay là có người người khác chở vô. Nay là Hoa Viên bên công ty chở vô luôn. Bên công ty chở vô. Trời ơi. Rồi đỏ luôn hết rồi. Đấy. Hay mà sáng giờ toàn tin tốt không à. Hồi sáng á là anh Ngọc có đưa cho chú là 25.000 để mua nước đá. Nhưng mà đi ra ngoài á là chú không có mua để chở vô được. Bảo vệ không có cho. Đâu mua rồi, mua đá rồi nó bắt con quay cho ra. Đó, mua rồi tới cổng là quay nó ra phải không? Ừ, nó cho cổng con quay cho ra rồi đem trả đá luôn, trả tiền. Thì ra là công ty đã hỗ trợ hết. Ừ. Để cho cô chú về đây vía là có nước. Đó, đây là cái nhà chờ nha, nhà chờ này thì cái nhà chờ này là bảo đảm bao mát luôn á, tại vì xung quanh đã mát rồi. Đó, hồi nãy là bên công ty nói là cái này để cho khán giả bên thăm mộ của cậu Năm. Cậu Năm. Trời ơi. Vô đây thì mệt nước. Nghỉ mát nghỉ ghé uống nước. Dạ. Không có cho đâu ngoài đó nữa. Dẹp luôn cái rạp luôn. Dạ, dẹp luôn. À, dẹp luôn cái rạp ha. Dẹp luôn cái rạp luôn. Dạ, trời ơi như vậy thì phải nói rất là tốt. Muốn dẹp sao dẹp cũng được nhưng mà miễn Hoa Viên mà hỗ trợ thì phải nói rất là tuyệt vời. Có chỗ che nắng, che mưa. Rồi nước uống cho bà con khi mà đến viếng thì phải nói là Hoa Viên bây giờ giống như là cái khu du lịch luôn á. Chuẩn bị có khu du lịch Diễn Linh xuất hiện nha. Bà đi cầu mấy anh mấy chị mấy em á ngồi ra bỏ đi giúp ra được rồi. Với lại bây giờ biết sao không chị? Mình chị. Ví dụ giờ mình đầu tư thêm mấy cái hùng rác ở gần mấy cái chỗ mà nhà nghỉ nè. Có yêu cầu hết đầy đủ. Đó. Không cần quạt gì hết, chỉ cần có chỗ che nắng che mưa có dù ha. Ông ơi là cho hai thùng rác để đây. Dạ. Còn mấy thùng nước là để cho đây khán giả uống. Trời ơi. Nước cá đầy đủ. Như khán giả đi ngồi đây mệt quá. Lấy cái cây okay lên. Cầm dù này ra, dương qua bệnh. Dạ. Còn bên đàn viên. Trời ơi, đẹp ha. Như vậy là quá tốt rồi. Vô đó có dù người ta cũng được. Bên đây nắng nắng rồi, ngồi nắng không? Dạ. Nhưng mà dẹp bên đó hết rồi mong muốn tụi em cũng đem dù qua đây nè, kết hợp bên đây luôn á. Rồi vậy là mình sắp vợ nhà sang đây. Mà bên đây là em nghe nói là gần đây là có wifi nè, đi gọi anh kia tí nữa là có wifi miễn phí luôn. Ừ, bên đó. À bên đó luôn á, bên văn phòng luôn á. Cái phòng lạnh để vào đó uống rồi ăn mì rồi nè. Rồi có hết. Trời ơi. Vậy là hiện thực tế là mấy chú Hoa Viên rất là tốt nha. Đang khán giả đi mệt rồi đây nước đá, có dù che. Vậy là nước này chừng nào mới hết luôn. Rồi chừng nay luôn. Trời ơi. Dạ, nói cho chú dù ấy về cho sạch sẽ nha. Dạ dạ. 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 Em nói giùm đi tại vì chị biết sao không? Nếu mà không sạch sẽ thì tụi em, nếu mà dạ. Ở bên này là tụi em sẽ. Dạ. Dạ. Thật ra chỉ cần Hoa Viên tạo điều kiện thôi là mấy anh em YouTube sẽ xử lý nhanh gọn sạch sẽ hết.
thật sự luôn, với là bộ phận ekip nữa. Đúng rồi, uống nước ngồi nghỉ ngơi, rồi có thể là cầm dù đi nếu mà nắng đó, cầm dù miễn phí ra ha. Rồi, em nói là chị yên tâm á. Rồi, mình ở đây mình rồi. Vậy các cô chú anh chị thấy ha, rất là tuyệt vời, rất là vui luôn. Sáng giờ thì bên Hoa Viên họ làm âm thầm, nhưng mà những cái việc mà bên Hoa Viên làm thì đều là tin vui tất cả ha. Mọi người thì cũng đã nói lên những cái tin cực tốt từ những cái chú chủ tịch, chú quản lý. Sáng giờ là trồng bông, trồng hoa xung quanh mộ cậu nè. Rồi dọn dẹp lại những cái nhà nghỉ ha. Rồi cung cấp nước, rồi cung cấp dù. Rồi tới đây thì còn có nước đá miễn phí nữa. Đó, hiện tại là có 5 thùng nước nha. Có 4 thùng nước và một cái thùng nước lọc. Cái thùng này anh nghĩ chắc bỏ đá vô đây hả bà xã? Trời ơi, quá quý luôn. Vậy là... Đó. Quá là tuyệt vời. Đến đây thì 15m Bình Dương xin phép là tạm dừng video này tại đây. Cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị rất là nhiều. Chúc cho toàn thể quý cô chú anh chị xem video nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và hạnh phúc. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.